Quỳ Châu, dấu ấn nhiệm kỳ 2010-2015. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2010-2015, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu tạo được những dấu ấn quan trọng bằng những giải pháp mang tính đột phá, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tạo cho huyện miền núi Quỳ Châu một sự ổn định vững chắc và từng bước có diện mạo mới, mở ra nhiều triển vọng mới cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ. Trong 5 năm, kinh tế của Quỳ Châu có nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, nông lâm nghiệp phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quỳ Châu đạt 9,5%, ngân sách có bước tiến bộ vượt bậc, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 21 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010. Nếu như đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 9,4 triệu đồng, thì đến năm 2015, con số này được nâng lên 19,2 triệu đồng trên một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,6%. Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015, tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 66 công trình, tiếp tục thi công xây dựng 25 công trình, thực hiện tốt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp. Đặc biệt, hoàn thành một số công trình trọng điểm như hệ thống điện xã Châu Phong, đường giao thông Châu Hội, Châu Thuận. Phối hợp tốt với công ty điện lực Nghệ An, triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Nghệ An trên địa bàn huyện Quỳ Châu tại các xã Châu Phong, Châu Hoàn và xã Diên Lãm. Dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2015 để đạt mục tiêu 100% các xã có điện lưới quốc gia. Từ chỗ đầu nhiệm kỳ chỉ có 3 làng nghề, đến nay toàn huyện có 7 làng nghề, đạt 175% vượt mục tiêu đề ra, và 2 làng có nghề sản xuất hương trầm, thu hút lực lượng lao động thường xuyên gần 500 người với tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng trên một người trên một năm. Cùng với thị trấn Tân Lạc, nhiều xã của huyện Quỳ Châu đã tập trung phát triển làng nghề. Các sản phẩm của bản được người tiêu dùng khắp nơi biết đến. Đặc biệt, việc phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng đang là hướng đi mới, đầy tiềm năng, không chỉ đáp ứng mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, mà còn tạo sinh kế, tăng thu nhập, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Thế mạnh của huyện miền núi về rừng và đất rừng để phát triển kinh tế, bà con đồng bào các dân tộc trong toàn huyện đã trồng bình quân hàng năm trên 1.000 hecta, chủ yếu là rừng nguyên liệu, đưa độ che phủ rừng hiện nay đạt 76,8%. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương đã được chú trọng đầu tư và phát huy tốt hiệu quả. Đến nay, các tuyến đường giao thông từ huyện đến trung tâm các xã đã được nhựa hóa với tổng chiều dài trên 91 km. Các công trình trọng điểm phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn cũng đã được khởi công và sắp đưa vào sử dụng. Xây dựng trường chuẩn quốc gia vượt lộ trình đề ra. Đến nay, hệ thống trường chuẩn của Quỳ Châu là 30, tăng 8 trường so với năm 2010, chiếm tỷ lệ 81,1% và là huyện đứng thứ 2 trong toàn tỉnh về phong trào này. Đời
đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, tạo được nền tảng để huyện vươn lên trở thành huyện khá trong giai đoạn tiếp theo.